Phượng xin kính chào quý vị đến với chương trình Kiến thức Y khoa. Kính thưa quý vị, trong chương trình Kiến thức Y khoa ngày hôm nay, Kim Phượng xin mời quý vị cùng Kim Phượng gặp gỡ bác sĩ sản phụ khoa Nguyễn Thị Đăng Anh. Xin dạ, kính chào Kim Phượng. Kính chào bác sĩ. Và kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Thị Đăng Anh đã tốt nghiệp Y khoa trường Đại học Eastern Virginia và bác sĩ đã tốt nghiệp sản phụ khoa ở Sinai Hospital, Michigan. Bác sĩ bắt đầu làm việc từ năm 1990 và hiện nay bác sĩ đang là thành viên của Hiệp hội American College of OBGYN. Kim Phượng xin kính chào bác sĩ. Xin dạ, kính chào Kim Phượng và xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ. Kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay đó là bác sĩ sẽ trình bày với chúng ta về bệnh ung thư vú. Dạ, kính thưa bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân vì sao mà người ta mắc bệnh ung thư vú không thưa bác sĩ? Ok, thì xin cho bác sĩ được trình bày. Thứ nhất là tại sao mà người ta bị ung thư vú nhiều như vậy? Phụ nữ Việt Nam cũng như phụ nữ Mỹ thì cái vấn đề ung thư vú là một trong những vấn đề mà rất là nóng hổi. Thì thứ nhất cho bác sĩ trình bày như vậy. Trong cuộc đời của người phụ nữ thì cứ 8 người phụ nữ, trong cuộc đời của 8 người phụ nữ đó thì một người phụ nữ trong 8 người phụ nữ đó sẽ bị ung thư vú. Wow, vậy xác suất cũng khá cao. Cao, bác sĩ. Đó. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là khi cái giới bị ung thư vú thường cái khoảng cái tuổi nào? Thì theo thống kê cho thấy và theo cái y học mà người ta đã cho thấy là thường ung thư vú cỡ khoảng 70% trở đi, những người bị ung thư vú là trên 50 tuổi. Và trong cái số đó thì 50% là trên 65 tuổi. Còn phụ nữ thì từ 40 cho tới 49 tuổi thì cái nguy cơ mà cái số phụ nữ mà sẽ bị ung thư vú thì cỡ khoảng từ 1 cho tới 30 cho tới 40 người sẽ bị ung thư vú trong cái cuộc đời của họ. Rồi từ 50 cho tới 59 tuổi thì cái nguy cơ nó tăng cao hơn nữa, thì cỡ từ 1 cho trong 37 cho tới 40 người sẽ bị ung thư vú, thì nó rất là cao. Và nói về ung thư vú so với những cái ung thư khác thì ung thư vú chỉ đứng hàng thứ hai sau ung thư phổi mà thôi. Mà nói về phụ nữ thôi, không có nói về tất cả nam nữ đó, chỉ phụ nữ mà thôi. Thì ung thư phổi đứng hàng đầu và ung thư vú đứng hàng thứ hai. Và những cái số người mà chết, mà tử vong vì bị ung thư, thứ nhất là ung thư phổi và thứ hai là ung thư vú. Wow, yeah. Rất là nhiều. Yeah. Lúc trước khi mà thống kê có khoảng 10 năm, 20 năm về trước, cái thống kê là 1 trong 10 người bị, nhưng mà bây giờ càng ngày nó càng tăng lên, thành ra nguy hiểm. Thì tại sao bị ung thư vú? Thì thật sự mà nói thì tại sao bị ung thư này, bị ung thư khác, bác sĩ không nghĩ là khoa học có thể chứng minh được là cái con vi trùng này nó làm ung thư này hay là cái con vi trùng kia nó làm ung thư. Cái đó chưa có khoa học chưa cho chứng minh được, ngoài trừ cái ung thư cổ tử cung thôi. Nhưng mà còn ngoài ra thì chưa có biết thật sự cái nguyên nhân mà trực tiếp để mà tạo ra cái bệnh ung thư vú, thì thật sự mà nói là chưa có ai có thể chứng minh được. Nhưng mà có những cái điều kiện mà có thể là nó liên hệ tới cái bệnh ung thư vú này nhiều hơn. Thì đó là những cái vấn đề như thế nào. Vấn đề thứ nhất là có thể bị, hoặc là khi trước đã có những cái bệnh mà có phải cần trị xạ trị, đó là kêu là radiation. Thì khi mà bị như vậy thì có thể dễ bị cái ung thư vú hơn. Và nói tóm tắt lại, những cái bệnh như là Hodgkin lymphoma, mà khi mà có cứu cái phóng xạ trên cái khu này thì nó có thể ảnh hưởng sau này. Thứ hai là những người mà overweight, tất nhiên là mập quá, dễ bị ung thư vú. Thứ ba là nếu mà ăn uống những cái thức ăn mà nó có thịt, mà thịt đỏ, nó là red meat, là thịt bò, những cái đó mà ăn nhiều quá, hay là ăn những cái thức ăn mà nó có nhiều chất mỡ, chất dầu quá, là dễ bị, có thể bị ung thư vú nhiều hơn. Là vậy. Và một cái yếu tố nữa mà bác sĩ phải trả lời nhiều trong cái
profession của bác sĩ, là khi mà bệnh nhân tới hỏi thì bây giờ tôi uống những cái kích thích tố như vậy thì thường 10 năm 20 năm về trước, thì khi mà mãn kinh, như trước bác sĩ có nói chuyện với Kim Phượng về cái vụ tiền mãn kinh đó, thì khi mà mãn kinh rồi thì thường người ta cho uống kích thích tố nữ trở lại, thì sau này người ta không cho uống nữa. Vì sao? Vì những kích thích tố nữ này có thể làm gia tăng cái nguy cơ bệnh ung thư vú, và người ta đã có thống kê mà chứng minh như vậy, cho nên người ta khuyên không có cho uống nữa. Thì đó là những cái nguyên nhân mà mình có thể mà nói là đưa đến hay là có thể tạo ra cái ung thư vú nhiều hơn. Dạ. Thì theo như em nghiên cứu thì nếu mà ung thư vú mà mình phát hiện sớm thì mình có thể chữa trị hết cái bệnh ung thư, phải không ạ? Đúng rồi Phượng, hết thì không hẳn nói là hết luôn, hết totally thì cái đó lại cũng không có hẳn lắm. Tuy nhiên nếu mà ung thư vú mà khám phá sớm, tất nhiên là khi mà cái bướu nó còn nhỏ hay là nó không có lan ra những cái hạch, thì khi như vậy thì khi mà trị thì cái số người mà sẽ sống sót trong vòng 10 năm hơn lên tới ít nhất là 50%. Tất nhiên là trị ở đây họ trị rất là tốt. Yeah. Đó. Còn nếu mà để trễ thì nó ít hơn. Nhưng mà nếu mà trong vòng mà 10 năm trở lại, nếu mà trị sớm thì cái cuộc sống, cái đời sống của cái người bệnh nhân đó cũng rất là bình thường, cũng không có cái vấn đề gì hết. Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà họ đã xạ trị rồi, họ có thể sống rất là tốt trong vòng 10 năm, thì sau 10 năm thì họ có thể bị lại hay là nó nguy hiểm hơn hay là sao bác sĩ? Như là mình xạ trị rồi nhưng mà tế bào ung thư nó phát triển trở lại hay sao? Đúng. Thì tùy cái thứ nhất, khi mà nói tới ung thư thì thứ nhất nói cái cách trị. Thì cái cách trị có hai cái mục đích khi mà mình trị cái bệnh ung thư đó. Cái mục đích thứ nhất là trị như thế nào để mà lấy hết những cái tế bào ung thư ra. Thứ hai, cái mục đích thứ hai là trị như thế nào để mà sau này đừng có bị trở lại. Đừng có, cái ung thư nó đừng có tái phát trở lại. Thì nó có nhiều cách trị lắm Phượng à. Tùy cái độ lớn của cái bướu, tùy cái loại ung thư, tùy cái giai đoạn, như là họ kêu là stage. Nó giai đoạn 1 hay là giai đoạn 2 hay là giai đoạn 3 tùy. Và một cái yếu tố nữa mà rất quan trọng là tùy cái cá nhân của người bệnh nhân. Cái người bệnh nhân, cái tuổi của người bệnh nhân, cái sức khỏe của người bệnh nhân, và người bệnh nhân mong muốn cái gì. Là tinh thần lạc quan, tinh thần như thế nào. Nếu mà người bệnh nhân đó, tôi tại vì như vậy trị nó có nhiều cách. Một là lumpectomy, tất nhiên là mình chỉ lấy cái bướu ra thôi, rồi thì mình chiếu phóng xạ cho nó tiêu đi sau này, rồi mình cho uống thuốc đó. Rồi so với là nếu mà tôi lấy như vậy, tôi lấy chỉ cái bướu ra thôi, thay vì như vậy thì tôi lấy hết một cái vú ra hay là như thế nào. Nó có nhiều cách trị, và cái quan trọng nhất mà bác sĩ muốn nhấn mạnh là phần đông những cái cách trị, nếu mà trị sớm, nó đều có cái kết quả tốt đẹp, gần giống như nhau hết. Thành ra tùy cái cá nhân, và phải tham khảo với bác sĩ của mình và bác sĩ mà chuyên trị về vú và chuyên trị về những cái ung thư đó, chứ đừng có mà hấp tấp. Tại vì khi mà người phụ nữ nghe cái tin như vậy thì rất là hoang mang, rối loạn, rồi thì không có đi tìm hiểu thêm. Nên tìm hiểu thêm, bây giờ trên internet nó có rất là nhiều đề tài, nhiều chi tiết mình nên tìm hiểu. Dạ. Vậy thì có cách gì để mình có thể nhận biết được, có những cái dấu hiệu nào mà mình có thể nghi là mình đang bị bệnh ung thư vú không ạ? Mình nghi thì cái đó bác sĩ không biết rồi. Nhưng mà nó có những cái triệu chứng thì một khi mà trong cái lúc trong nghề thì là bác sĩ gặp nhiều bệnh nhân khi mà tới mà có vấn đề về vú là rất là lo sợ. Là lo sợ không ăn không ngủ được trước cái ngày là tôi phải đi bác sĩ liền thôi. Là phần đông là khi mà họ rờ, họ khám cái vú của họ thì họ thấy nó có một cái u, một cái khối u, một cái lump. Cái đó là sợ nhất. Thì rồi mới tới bác sĩ. Thì đó là một trong những cái cách
thì người phụ nữ có thể khám và thấy được, nhưng mà bác sĩ phải nhấn mạnh là thường cái vú của người phụ nữ trong lúc có kinh đó, trong lúc cái thời kỳ mà còn có kinh đó, nó có những cái sự thay đổi, nó thay đổi theo cái kích thích tố, nó thay đổi theo cái chu kỳ của mình. Thành ra khi mà khám vú thì nên khám vừa cái lúc mà vừa hết kinh xong, tại vì cái lúc đó thì cái vú của mình nó không có, nó lộn cộm, nó không có u nhiều, thành ra nó dễ khám. Và nếu mà là cái khối u mà là hiền, không phải là ung thư, thì thường tắt kinh xong, hết kinh xong thì thường nó tiêu đi. Có nghĩa là trong cái thời gian mà có kinh có thể nổi những cái u nhỏ nhỏ, nhưng mà mình có thể mình nhầm tưởng đó là bệnh ung thư, thì tốt nhất là mình đi khám, khám trở lại, hoặc là mình phải theo dõi hết chu kỳ mình khám. Thường là một trong hai cái chu kỳ kinh, thì nếu mà thật sự không có phải là một cái vấn đề gì nguy hiểm thì thường những cái u đó nó có thể nó tiêu đi. Rồi một cái yếu tố khác, cái triệu chứng khác là có thể bị đau, cái vú nó có thể bị đau, nhưng mà giờ thì không thấy gì hết, thì những cái đó cũng phải theo dõi, cũng phải biết cách, thứ nhất là tới, hoặc là tới bác sĩ để cho bác sĩ khám thêm, coi là có miss cái gì không, có miss cái gì không. Rồi mà phần đông mà bác sĩ thấy đó, thường khi mà khám ra là thường là cho đi chụp mammogram hàng năm, thì thường cái đó người ta khám phá ra nhiều hơn, cũng không phải là nhiều hơn đâu, nhưng mà khám phá sớm, tại vì nhiều khi người ta chụp người ta thấy có cái chất vôi hay là có một cái vết nào đó, rồi người ta nói với bệnh nhân biết là từ đó mà trị thêm. Vậy thưa bác sĩ, mình tập thể dục điều độ hay là những cái chế độ ăn uống như thế nào mà có thể ngăn chặn được bớt cái nguy cơ bị bệnh ung thư vú không thưa bác sĩ? Bây giờ trước khi mà bác sĩ nói là ăn uống thì bây giờ trước khi bây giờ thì mình thí dụ như mình tìm ra mình thấy có một cái bướu, thì bây giờ mình tới bác sĩ phải làm như thế nào, thì cái cách theo dõi là ở đây bây giờ người ta khuyên là thường nó có nhiều cái khuyến cáo, có nhiều cái cách theo dõi. Một trong những cái cách mà mình phải theo dõi là mammogram, chụp hình vú đó. Thì nếu mà trong gia đình đã có chị hay có mẹ hay có những người thân của mình mà bị ung thư vú, thì thường là 35 tuổi trở đi là nên chụp một lần mammogram, rồi 40 tuổi trở đi thì sau đó hàng năm. Nhưng mà có những cái khuyến cáo người ta ra là có thể 2 năm một lần, rồi có những khuyến cáo họ nói là bây giờ 50 tuổi trở đi mới đi nên đi chụp mammogram. Thì cái này nó có nhiều cái khuyến cáo mà bây giờ chưa có ai, khoa học y học chưa có chắc chắn, chưa có kêu là unified, thành ra phải tới tham khảo bác sĩ. Rồi thì là tùy cái tiểu sử của mình, tùy cái risk của mình, cái nguy cơ trong gia đình hay là của mình, thì cái sự theo dõi nó có phần khác biệt một chút xíu, chứ không phải là ai cũng giống ai hết. Có nghĩa là bệnh ung thư vú cũng có nguy cơ là do di truyền, có nghĩa là trong cha mẹ, trong gia đình, mẹ hoặc là trong gia đình các chị em mà có bệnh ung thư vú thì xác suất mình có cũng cao hơn người khác. Đúng Phượng, và nó có những cái nguy cơ khác nữa ngoài cái tiền sử gia đình ra. Nếu mà đã bị ung thư vú rồi thì thí dụ bị một bên đi thì bên kia có thể bị trở lại nữa, mặc dù đã trị rồi. Mà cái nguy cơ nó có thể gia tăng 3-4 lần. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu mà cũng như nãy bác sĩ nói, trong gia đình có chị hay có mẹ hay có bà ngoại có gì là bị ung thư vú, hoặc là trong gia đình có những người thân bị ung thư buồng trứng, ung thư tử cung, ung thư ruột già, những cái đó, và có những cái trường hợp di truyền, bác sĩ như là họ kêu tiếng Anh họ nói là BRCA1 hay là BRCA2, giống như là cái cô actress Angelina Jolie đó. Thì khi mà bị cái di truyền như vậy, có cái gene như vậy, thì cái nguy cơ mà bị ung thư vú tăng lên tới 80%. Và ngoài ra có thể bị ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư lá lách, ung thư da, và có thể bị ung thư máu nữa. Thành ra nó có nhiều.
rồi những cái nguy cơ khác nữa mà bác sĩ nghĩ là mọi người biết nhưng mà thường nói thì không có để ý nhiều, là nếu mà bị mập quá thì overweight, nếu mà cái BMI tất nhiên là cái body mass index của mình nó trên 25, hoặc là uống rượu, hút thuốc, là đó là những cái nguy cơ có thể bị ung thư thư vú. Và y học đã cho thấy là một khi mà cái người phụ nữ hút thuốc, bắt đầu hút thuốc, cái thời gian mà người phụ nữ bắt đầu hút thuốc trong cái tuổi mà trước khi cái tuổi dậy thì đó, thì cái người đó so với cái người mà không có hút thuốc đó, thì cái nguy cơ bị ung thư vú nó tăng lên tới 61%. Wow, vậy đó. Rồi nếu mà hồi nào giờ mình có hút thuốc, nhưng mà rồi mình ngưng, mình không hút thuốc nữa, thì cái nguy cơ đó nó vẫn còn so với cái người không bao giờ hút thuốc hết. Cái nguy cơ đó cỡ khoảng 10-15%. Có nghĩa là cũng không có xóa hết được. Không mong là xóa hết. Vậy thì cái chất nicotine nó ảnh hưởng tới cái bệnh ung thư vú. Đúng, cái nicotine nó rất ảnh hưởng. Và ngoài ra nói là cái nicotine nó làm cái nguy cơ của ung thư vú, nó còn là nguy cơ của những cái ung thư khác nữa. Mà ung thư khác là gì? Vì thứ nhất là ung thư phổi như hồi nãy bác sĩ đã nói, và những ung thư về lỗ mũi, về miệng, về lưỡi, về những cái thực quản của mình. Và ngoài ra nó còn làm cho gia tăng cái nguy cơ của những cái bệnh ung thư như ung thư thận, ung thư stomach là ung thư thực quản, stomach là bác sĩ quên, dạ dày, ung thư bọc đái, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung là cervical cancer, những cái loại như là loại ung thư máu nữa. Đó, thành ra nguy hiểm lắm. Nhưng mà thưa bác sĩ, không hẳn là mình hút thuốc mới bị, mà mình ngửi khói thuốc của người khác hút mình cũng vẫn bị, phải không ạ? Thì đúng, tốt nhất là mình nên tránh cái khói thuốc đi, phải không ạ? Đúng. Thì cũng như bác sĩ nói, thường á, với lại theo thống kê người ta cho thấy đó, thường hút thuốc với uống rượu thì đi đôi với nhau. Đó. Mà thì có nhiều bệnh nhân hỏi bác sĩ bây giờ uống rượu là uống bao nhiêu bác sĩ? Uống bao nhiêu thì nó mới bị nguy cơ? Thì thật sự mà nói thì bác sĩ cũng không uống nữa, bác sĩ không biết. Nhưng mà, nhưng mà nếu mà y học họ cho thấy đó là thường họ nói là một cái drink, là một cái ly rượu như vậy. Thì nếu mà uống từ một ngày mà uống từ 2 cho tới 5 cái ly như vậy, thì cái nguy cơ mà bị ung thư vú nó cũng gia tăng ít nhất là cũng cỡ khoảng là 30%. Đó. Thì họ tính sao thì bác sĩ không biết, nhưng mà họ theo cái thống kê là như vậy. Thì một cái drink là như thế nào? Nói bác sĩ em uống có nhiêu đây à? Vậy đúng đủ không bác sĩ? Có nhiều quá không? Hay là em uống một ly vậy hay sao? Và uống cái gì mới được? Thì drink thường là bác sĩ người ta nói là nếu mà uống bia thì cỡ khoảng là 12 ounce. Uống rượu vang như là wine hay là rượu chát thì cỡ khoảng là 5 ounce. Còn mà rượu mạnh hard liquor hay là rum hay là vodka mấy cái đó thì chắc là chừng là khoảng cỡ 1 cho tới 2 ounce thôi. Thì và cái nguy cơ nó add up, tất nhiên là nó gia tăng mỗi một ngày mà theo cái thời gian mà mình uống rượu hay là cái thời gian mình uống thuốc. Và một khi mình ngưng thì cái nguy cơ đó nó không phải là nó hết liền mà nó vẫn còn. Tốt nhất là mình nên tránh. Nhưng mà lâu lâu đi chơi thì đi party thì cũng ok. Không sao. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì khi mà người đã bị mắc ung thư vú rồi thì họ chỉ còn có cách là hóa trị hay là xạ trị thôi, hay là họ có những cái phương pháp nào khác ngoài hóa trị xạ trị không ạ? Có dùng thuốc hay này kia có help không? Thì cái cách trị thì nó có nhiều cách, Phượng ạ. Nhưng mà trị thì thứ nhất cũng như bác sĩ nói, thứ nhất là phải lấy ra thử coi cái loại ung thư nào và cái độ, cái kích thước của cái ung thư, rồi coi nó có ăn ra cái những cái lymph node hay không. Rồi thì xạ trị cũng như hồi nãy bác sĩ nói, hoặc là hóa trị. Rồi ngoài ra nó có những cái thuốc nó kêu là receptor. Receptor, hormone receptor binding, thì những cái đó họ phải uống hàng ngày, uống trong vòng 5 năm tùy tùy cái trường hợp. Thì để cho đừng có bị tái phát trở lại. Thì phần đông là như vậy thôi. Bây giờ thì khoa học
chỉ tới đó thôi, chưa có mai mốt thì có gì thêm thì bác sĩ chưa có biết được. Dạ, dạ thưa bác sĩ, vậy thì chế độ ăn uống hay tập thể dục thì có giúp ích vì cho việc ngăn chặn hay là phòng ngừa bệnh ung thư vú không thưa bác sĩ? Thường thì nói chung là tập thể dục theo cái thống kê mà bác sĩ biết đó, thì thường tập thể dục có thể làm giảm bớt cái nguy cơ của tất cả những cái bệnh ung thư, chứ không phải là ung thư vú không mà thôi. Thì có thể làm giảm được cái nguy cơ đó từ 30% cho tới 50%. Wow. Thành ra nếu mà mình tập thể dục được thì bác sĩ thấy rất là tốt. Mà cái này bác sĩ nói là đối với nam và nữ luôn, chứ không có phải là phụ nữ không mà thôi. Còn cái ăn uống thì là như bác sĩ nói, ăn bớt cái phần thịt mà thịt đỏ đi đó, và đừng ăn những cái đồ mà có dầu mỡ nhiều đó. Rồi thì ăn uống thì có phần uống rượu trong đó thì cũng như nãy mình mới vừa đề cập tới thì thôi bớt đi đó. Rồi thì có cái gì mình làm được nó hay không thì cũng như bác sĩ, cái lời khuyên của bác sĩ là cái sức khỏe của cái tinh thần và cái sức khỏe của cái thể xác nó đi đôi với nhau. Khi cái tinh thần của mình nó khỏe thì cái thể xác của mình nó cũng chống lại được nhiều bệnh. Còn cái tinh thần mà nó không có khỏe thì nó cũng không có chống lại được nhiều bệnh, thì nó cũng dễ bị những cái bệnh khác. Thì nói chung là như vậy. Dạ thưa bác sĩ, cũng có ý kiến cho rằng uống thuốc ngừa thai thì có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh ung thư vú, thì cái đó là có đúng hay không thưa bác sĩ? Bác sĩ rất là happy Phượng hỏi câu hỏi này. Vì nhiều người bây giờ thì phần đông phụ nữ uống thuốc ngừa thai, thì có đúng hay không? Uống thuốc ngừa thai, có nhiều người hỏi bác sĩ có thể làm em bị ung thư vú hay bác sĩ? Thôi cho em ngừng, em không uống nữa được. Y khoa, khoa học, những cái đề tài, những cái tài liệu, những cái study của y học chưa có khẳng định được và là khi mình uống thuốc ngừa thai là bị ung thư vú. Trái lại, uống thuốc ngừa thai có thể ngăn ngừa hoặc là giảm đi, làm giảm đi cái nguy cơ của những bệnh như là bệnh ung thư buồng trứng và ung thư tử cung. Thành ra cái câu hỏi là không đúng. Vẫn uống được, và có những trường hợp thuốc ngừa thai có thể trị những cái bệnh khác, những cái bệnh rối loạn kinh nguyệt, những cái bệnh khác, hoặc là những cái bệnh đau bụng máu, những cái đó. Thành ra tham khảo ý kiến bác sĩ trước rồi rồi mới sợ, chứ đừng nên sợ. Vậy các chị em phụ nữ mà hiện đang dùng thuốc ngừa thai mà có lỡ có nghe cái tin đồn thất thiệt đó thì đừng lo lắng, là theo bác sĩ đây thì uống thuốc ngừa thai không những không bị ung thư vú mà còn ngăn chặn được các bệnh ung thư khác. Đúng đó Phượng ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể cho quý khán giả một vài lời khuyên cho những người mà họ đang mắc phải căn bệnh ung thư này, thì xin bác sĩ có thể cho họ một vài lời khuyên không ạ? Cái lời khuyên thứ nhất của bác sĩ là cách trị liệu của bệnh ung thư vú ngày nay rất là có hiệu quả, và cái tinh thần của mình phải phấn đấu và biết là mình đang ở một cái nước Mỹ, nó có những họ có những cái cách trị liệu rất là hiệu quả. Thành ra không có phải lo, không đừng có trối, không có sao đâu. 5 năm, 10 năm nữa vẫn ok, không có sao hết. Thứ hai nữa, cũng như bác sĩ nói, cái tinh thần và cái thể xác nó đi đôi với nhau. Ăn uống phải coi lại và đừng để cho mập quá. Và tập thể dục phải coi, không uống rượu, không hút thuốc, thì cái đó bác sĩ nghĩ là Việt Nam mình thì phụ nữ thì cũng không có nhiều đâu đó. Rồi thì là công việc, đừng có bị stress nhiều quá, thì bác sĩ chỉ có lời khuyên như vậy thôi. Và phải đi khám bác sĩ hàng năm. Những người bị ung thư vú như vậy ít nhất là phải đi khám hàng năm, và thường người ta khuyên tùy cái trường hợp có phải là phải đi làm mammogram, đi chụp hình vú, cái đó là quan trọng, phải theo dõi và phải chụp ít nhất là hàng năm. Và thêm nữa bác sĩ quên, và thêm cái nữa là phải đi khám về phụ khoa, tại vì những người bị ung thư vú thì cái nguy cơ của như bác sĩ nói bị ung thư buồng trứng, ung thư tử cung, nó ung thư cổ tử cung nó cao hơn tất cả những người khác. Thì phải đi khám phụ khoa. Thực ra là
không phải là mình mắc bệnh mới đi khám phụ khoa, phải không ạ? Là bao lâu thì mình cần phải đi khám phụ khoa một lần cho bác sĩ? Thì nếu mà hồi nào giờ bình thường hết, không có vấn đề gì hết mà không có những cái nguy cơ, thì khám phụ khoa với làm pap smear hai cái nó khác nhau nhé. Khám phụ khoa thường mỗi lần thì khám phụ khoa mỗi năm một lần, rồi mình làm pap smear luôn. Trong lúc đó pap smear là để truy tìm bệnh ung thư cổ tử cung, cervical cancer. Thì nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có một cái risk nào hết, không có một cái nguy cơ nào hết lúc trước, thì có thể mỗi năm mình vẫn nên đi khám phụ khoa. Tại vì như vậy đi khám thì có thể nếu mà có bú tử cung hay bú buồng trứng hay có những vấn đề gì khác thì bác sĩ khám có thể truy tìm ra được. Còn mà về cái pap smear thì nếu mà bình thường thì 2 năm làm pap smear một lần cũng không sao. Đó là cái khuyến cáo mà mới đây nhất. Nhưng mà với điều kiện là nếu mà 3 năm liên tục mà đã làm pap smear rồi mà bình thường thì có thể 2 năm đi một lần được. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành thời gian cho chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn Kim Phượng lắm và rất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Kiến thức y khoa đến đây là kết thúc. Kim Phượng xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ VSTV số 2114 Center Road, suite 22 San Jose, Cali 95112, điện thoại 1888-504-0888. Kim Phượng xin kính chào quý vị khán giả và chúc quý vị có một tuần làm việc thật vui vẻ và bình an.